Lê Vi Ký, chương 1. Tế lễ thiêu. Từ trại hội kiến, Chúa gọi Môi-se và phán dạy: Con hãy bảo dân Israel, khi có ai trong các ngươi dâng tế lễ cho Chúa, phải dâng bò hay chiên, dê bắt trong bầy gia súc. Nếu lễ vật là tế lễ thiêu bằng bò, phải dùng con đực không tì vết dâng lên tại cửa trại hội kiến để tế lễ được Chúa vui nhận. Người dâng phải đặt tay mình trên đầu sinh tế, nó sẽ được nhậm thay thế để chuộc tội cho người. Người ấy phải giết bò tơ trước mặt Chúa. Rồi các thầy tế lễ, con trai A-rôn, sẽ dâng huyết lên, dậy khắp xung quanh bàn thờ tại cửa trại hội kiến. Sau đó, họ phải nột ra sinh tế và xả thịt ra từng miếng. Các thầy tế lễ, con trai A-rôn, sẽ nhóm lửa trên bàn thờ và sắp củi lên. Các thầy tế lễ, con trai A-rôn, sẽ sắp xếp các miếng thịt, kể cả cái đầu và mỡ, lên củi đang cháy trên bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy nước rửa bộ đồ lòng và giò, rồi đem thiêu tất cả trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, tức là một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Chúa. Nếu người dâng tế lễ thiêu dùng gia súc nhỏ như chiên hoặc dê, phải dâng con đực không tì vết, giết nó tại phía bắc bàn thờ trước mặt Chúa. Rồi các thầy tế lễ, con trai A-rôn, sẽ rảy huyết khắp xung quanh bàn thờ, xả thịt ra từng miếng, cả đầu và mỡ. Thầy tế lễ phải sắp tất cả lên củi đang cháy trên bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi dâng lên và thiêu tất cả trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, tức một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Chúa. Nếu người dâng tế lễ thiêu bằng loài chim, phải dâng chim gáy hoặc bồ câu non. Thầy tế lễ đem sinh tế đến bàn thờ, vặn đứt đầu nó, rồi thiêu trên bàn thờ, vắt huyết chảy ra trên thành bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ đỡ cái diều nhổ lông, vứt gần bàn thờ về phía đông là nơi đổ cho, rồi xé thân chim tại nơi cánh, nhưng không cho cánh rời ra, và đem thiêu tất cả trên bàn thờ, nơi củi đang cháy. Đó là tế lễ thiêu, tức là một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Chúa.